và rất là hợp với chiếc váy mà ngày hôm nay chị Quả Tây xuất hiện. Các chị có thấy không ạ? Ngày hôm nay các bạn đến đây gặp anh Trường thì các bạn đã biết rồi, nhưng mà sự xuất hiện của chị đã thực sự làm cho bầu không khí trở nên ấn tượng rất là nhiều. Và chị vừa nói gì với các tình yêu của anh Trường? Lần đầu tiên thì Thanh xin gửi lời cảm ơn anh Trường đã có lời mời Thanh tới các buổi off camp của anh. Mặc dù anh Trường thì là người miền Nam và đây thì là đất Bắc, đất của chúng mình, mà lại dám cả gan tổ chức off camp ở đây, đúng kinh đấy. Cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho anh Trường cũng như là bộ phim Về Nhà Đi Con. Với tư cách là một người bạn diễn của anh Trường ở trong phim thì khi mà đứng ở đây trên sân khấu này, mình cảm thấy rất là hạnh phúc lây cùng với anh, vì bộ phim cũng như là vai diễn của anh Trường đã được khán giả đón nhận rất là nhiều. Mặc dù cũng đã trải qua không ít sóng gió, không biết là có bao nhiêu lần anh Trường ngồi ủ rũ nói với cả đoàn phim rằng em buồn quá, vì mọi người chia sẻ ở trên Facebook là ghét cái vai này thế, nói tráng hay cái gì rồi rất là nhiều. Thì mọi người đã động viên cũng như là các cánh cùng với anh Trường, đoàn phim cũng đã hỗ trợ cho anh Trường cũng như là Thanh để hoàn thành tốt vai diễn ở trong bộ phim này, để ngày hôm nay để đứng ở đây nhận được nhiều tình cảm của quý vị khán giả thì chắc chắn đó sẽ là một cái niềm vui vô cùng to lớn. Và tôi nghĩ rằng có lẽ là cả một đời anh Trường sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Vâng, với sự xuất hiện đầy bất ngờ của những diễn viên Bảo Thanh cùng với những chia sẻ hết sức gần gũi của chị thì chắc chắn rằng là hứa hẹn là buổi fan meeting ngày hôm nay của chúng ta sẽ có thêm nhiều những câu chuyện mà chúng ta sẽ được lắng nghe, được bật mí từ phía cả anh Quốc Trường và chị Bảo Thanh. Và đặc biệt là các bạn cũng sẽ còn được tham gia giao lưu rất nhiều với cả hai diễn viên trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là phần hỏi xoáy đáp xoay, xin mời chị chúng ta sẽ cùng ngồi lên ghế nóng được không ạ?